Trem Trần cảm ơn các bạn subscribe, gọi chuông thông báo, đăng ký kênh Trem Trần Thu Thanh. Chào mọi người, ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại kênh Trem Trần Thu Thanh. Hôm nay là gia đình nhà họ Trần về quê bắt cá. Gia chính là kêu chú Sơn cởi đồ ghê quá trời luôn, rồi cởi đồ ghê, cởi đồ ghê. Ôi, nhiệt tình luôn. Chết mẹ sao còn điện thoại. Ôi, Vinh ơi. Tâm, Vinh ơi, Vinh ơi, Vinh ơi. Yeah. Thở lặng Hoàng Long bắt được cá mè Vinh. Thở lặng hả? Thở mò cá. Thở mò cá hai tay. Hay quá. Bự kìa. Cá nó bự, cá bự nè. Đưa xô, đưa xô. Đưa xô, quá bự. Trang Trần chào mọi người. Ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại kênh Trang Trần Thu Thanh. Hôm nay là mùng 2 tháng 7, Trang Trần xuống quê ở xã Đông Thành, Bình Minh, Vĩnh Long để chuẩn bị cúng mẹ. Năm nay thì gia đình của họ Trần về quê cúng mẹ, mọi năm thì cúng trên thành phố Cần Thơ. Hôm nay thì chuyển xuống xã Đông Thành, Bình Minh để làm đám giỗ cho mẹ. Họ Trần rủ nhau đi bắt cá, chuẩn bị tối nay họp mặt đám giỗ mẹ. Wow! Mẹ dê mưa thần, vỡ trái cây. Bà nội. Bà nội. 2 tháng 7, Mỹ Phượng đem cái lẫm trái cây xuống cúng bà nội. Nắm hoa rất là đẹp, đủ thứ trái cây, nho nè, táo nè, bơm nè, cam mỹ nè. Quá trời đẹp luôn nha cả nhà. Đám giỗ mẹ. Hello, chào mọi người, ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay là đại gia đình nhà họ Trần về quê bắt cá. Con tên là Nguyễn Ngọc Long, hôm nay con về quê con sách thùng đi bắt cá. Hôm nay đại gia đình nhà họ Trần về quê bắt cá, gồm có những thành viên tham gia. Đó, cái ao ba lớn đó mà xuống bắt bằng tay á mới ghê chứ. Một chút nữa thì các bạn sẽ xem các thành viên nhà họ Trần bắt được bao nhiêu ký lô cá nha. Trước khi đi bắt cá xịt mũi nữa nha cả nhà. Chất phèo hả? Dạ. Không biết có chất lượng không nha, thử nha. Chất lượng chứ. Chất phèo mà. Con lưới kém quá. Lưới thì nói được. Trời ơi, mấy tháng rồi mới qua đây thấy chanh luôn á. Chanh đợt này nó chín mà nó bóng ngời luôn nè. Quá to. Quá chừng to, nó bóng mà nó chín vàng mượt luôn. Chanh có lên giá không Phượng? Chanh cũng hơi mắc hơn lúc trước, hình như 20 mấy ngàn ký. Thu hoạch nguyên một xô luôn ha. Nguyên xô luôn mà chín dữ lắm luôn, chứ không như mấy đợt trước nghe, chín vàng luôn. Rồi hôm nay mình về mình hái, mơ chắc mình làm gỏi mình. Làm gỏi gà, tối nay làm gỏi gà, cháo gà. Với mơ mình cúng đám giỗ nữa. Mơ cúng đám giỗ nữa. Nên hái về dùng ăn bữa nay với ngày mai thôi. Hái ăn liền cho nó thơm ngon. Rồi cô bên kia cũng đang hái chanh đó kìa. Ê, bích. Hái rau cua. Rồi một bịch rau càng cua luôn. Trang My bẻ. Trời ơi, thằng Hạnh nó hái gốc không rồi nè. Bẻ càng cua đặng mơi làm gì? Gỏi bò. Gỏi bò. Chanh này cũng làm gỏi bò luôn. Càng cua hái không nha cả nhà. Rau sạch, chất lượng luôn. Mơi đám giỗ của mẹ mình, mẹ của Trang Trần. Qua. Nên cả nhà ra vườn xuống trưa sớm trước một ngày, ra vườn hái rau, bắt ốc, có gì hai cái nấy về mời làm đám giỗ, mời làm gỏi bò, nên lo bẻ rau. Hả? Đưa xô cá thôi. Hồi nãy giờ bắt được nhiêu? Đây. Không kìa, nãy giờ con mò được có một cái cà vinh nè hả? Con không có mò, bắt vớt lên. Ơ trời trời ơi trời. Rồi, đưa xô lên. Hồi nãy giờ con mò con bắt được nhiêu cá đây? Dạ con bắt được con cá cái này với con cá nhỏ xíu. Trời đi cả buổi trời mà con mò được có nhiêu đó hả? Mò hay quá ha, quần áo khô ran ha. Làm sao con mò được vậy? Dạ con đốc tay con thò tay xuống. Con đứng trên bờ con thò tay xuống mà được con cá bự và lớn vậy đó hả? Ừ. Rồi bắt con cá đưa lên coi. Hay quá rồi. Ngọc Long bắt được con cá mèo Vinh. Đứng trên bờ mò tay bắt xuống. Rồi con cá mèo Vinh. Hồi nãy giờ thì Ngọc Long đi thôi mới mò
được cá mượn đó kìa. Mẹ Vinh, bây giờ Đặng đang mò được con cá nữa, bây giờ em chạy lại mình coi ha. Thành quả của ai bắt đây? Của chồng bà đó. Ôi, Liêm Ung bắt hay ha. Của chồng bà bắt đó. Nãy giờ mò tay đó hả? Đâu mò tay đâu, đừng cá nào nữa đâu. Đây, cá đây. Cá ngừ biển. Đây là cá ngô biển. Cá ngô phi. Mò hay ha. Nãy giờ Ngọc Lâm mò hay chết mò gái. Gái. Phải không? Phải cá ngô biển không? Ai nói đây? Cá ngô biển làm nghe theo trời. Mấy người này chưa cắt cá. Nãy giờ mò cũng hay ha. Mò mà quần áo ai cũng sạch tươm tất hết trơn ha. Trời, à nãy giờ mò được có mấy con cá hồi nhóc hết trơn. Đi có con cá bóng mơ không tưởng. Không tưởng. Con đâu có, cá ngô phi biển. Cá ngô phi biển đó. Ơ, Diễm Trần qua. Mọi người em, cá bự cơ. Em phải đòn qua. Hello đi con, hello. Ủa không sơn á hả? Quá trời luôn rồi. Đừng con nữa. Ủa, con này con cá ấn tượng luôn hả? Cá này thành quả của ai bắt đây? Ai mò? Ai muốn mò mò. Ai mò? Ai muốn mò? Phương Mỹ mò hả? Ai mò đó. Phương Mỹ mò. Bắt cá hả Thành? Mò đi, mò cá đi, mò cá đi. Cá rồi xuống mò đi. Trời ai ai ở chuồng mà chần gì đó, chạy xuống đi. Đây luôn nè. Không biết lỗi không? Biết lỗi không Long, mở nhảy xuống bắt con. Nhảy con xuống mò đi con. Ai biết lỗi, ai biết lỗi. Đây là Trần Sơn, Trần Sơn. Rồi. Trần Sơn. Trần Sơn bắt. Cẩu quần ga. Đây, cẩu quần ga. Cẩu quần ga. Đâm đâu, đâm đâu. Rồi đây. Không nhưng mà có sâu. Cái này là Hoàng Long, Hoàng Long bắt con nha. Đây, trời quá hay, quá hay, quá hay rồi. Quá hay rồi. Biết lỗi không, biết lỗi không? Rồi đi bắt cá nè, giới thiệu với cả nhà, đây là YouTuber Hoàng Long mới ra nghề. Về lại điểm tới, về lại. Đó, cười. Bắt được chưa? Cả nhà ơi, dùng hai bàn tay không nha cả nhà, bắt cá. Rất là tài, nhỏ tuổi luôn, mấy tuổi Long? Dạ 9 tuổi. 9 tuổi nha cả nhà mà bắt tay bằng hai tay đó chứ không phải bắt tay không. Cá mẹ Vinh. Mẹ Vinh biển hả? Mẹ không có biển. Giơ lên, giơ hai tay cao lên. À, mừng quá hay. Long bắt được cá mẹ Vinh. Thở lặng hả? Thở lặng. Thở mò cá. Thở mò cá hai tay. Quá tài trình rồi. Rồi, bưng lên. YouTuber nhỏ tuổi nhất đó nha. Hỏi con xuống đường Hồng Ba Sơn rồi à, xuống. Con sớm được mà sao? Lấy đẳng về lắm. Cá bự. Ờ bánh nè. Dính rồi. Dính rồi hả? Chưa. Trời ơi, đây con vá luôn này trời. Mà đây con hết bự luôn, cá dính rồi. Con bắt không kịp nè Hoàng Long. Thêm một người mò cá nữa nha cả nhà. Kêu như sao cả nhà. Quá trời luôn rồi, cởi đồ ra, cởi đồ ra. Ô, nhiệt tình luôn. Chết mẹ cho con điện thoại. Đây là hai cha con. Tỉnh lại. Ê, ơi, dính ơi. Con dính rồi, dính rồi. Dính rồi. Dính rồi. Dính rồi, dính rồi. Giả lên coi chừng chừng sơn xỉu. Rồi cởi áo lên luôn. Lấy áo cởi áo lên. Ấy 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 ướt cộng giấy chèm. À, cá nhiều quá con bắt không kịp cha nhảy xuống bắt luôn. Quá.
quá bự rồi. Hình như nó có cỡ một hay sao á. Được không? Nó có cỡ một rồi ha. Cái ao cá này quá trời nhiều luôn nha cả nhà. Ủa cái trứng nè. Trứng gì hả? Cái này bắt đầu 10 ký rồi ha, nó vừa bổ rồi. Mò cá đến mà nó có hơi thở. Trời ơi. Nó đợi đó. Cá mà có hơi thở nữa cha. Từ đó. Cá bự dữ vậy. Quá rồi, cái con này bự. Một cục xanh chào bá lửa. Quê quá, nãy giờ mò không ra bắt cục xanh. Cá nào? Cá bông tượng quay mất tiêu rồi. Mất luôn rồi hả? Kiếm không ra hả? Không biết là đâu nữa. Đây nè, quay lại đây kiếm cá bóng tượng đi. Quay đây kiếm cá bóng tượng. Chạy ra đây mới được. Hay à, xưng phong không? Phóng xuống nữa đi, mò tiếp đi. Lên ben. Rồi. Ben. Lên kìa. Mò cá. Đây, đây là vườn 10 đây. Xuống là bị chàng mương đấy. Mỹ nè, quần lấm lem hết chứ. Bắt cá dễ tình. Cái này là chụp ếch nhiệt tình. Không phải, cái này là chụp ếch nhiệt tình. Đưa con cá thôi. Nhiệt tình. Cá chọn cá bự quá kìa, cá bự nó ghê mà. Cá sấu. Làm con cá chà bá kìa. Cá chà bá đó, cá mập kìa. Cá chà bá luôn. Ben, mời kế tiếp. Được cái lóc nữa đó. Gặp cái hàng cá lóc hả? Sâu lắm xưa ơi. Sâu múc ở trong luôn á. Chị trúng mánh rồi chị. Quá hàng rồi, cá lóc, hàng cá lóc, hàng cá lóc. Có chừng còn không nghe? Có chừng còn không nghe? Nó gà nó cắn. Nó cắn mất luôn á. Sâu lắm xưa. Bự lắm. Bự lắm. Còn hai hộp đủ không nha? Hả? Cá lóc mới lại cận. Mày sao giống ngọc không? Dép của ai vậy? Của thợ lặn hả? Của thợ một cá. Dép của thợ một cá. Vô thùng cá. Chọt vô cái hàng cá lóc nha cả nhà. Trúng mánh, trúng mánh, trúng mánh. Đang trúng mánh. Trời ơi trời. Đang trúng mánh. Không phải là hàng cá lóc rồi mà hàng còng. Hàng xình đó con, hàng xình. Hàng gì sao? Rồi. Sâu múc hết. Rồi. Cá lóc bự, cá lóc bự. Qua chất rồi. Lớn rồi. Lâm biết lỗi không Lâm? Dạ biết. Đã bỏ hả Lâm? Lỗi. Ừ, dùng lớp dính không ha? Dính không ha? Dính không? Quá hay. Dùng lớp. Rồi, giơ cá lên coi gửi luôn hả? Gửi lên. Gửi lên. Cầm hai tay khoe luôn. Trời ơi, nhỏ tuổi nhất bắt được con cá nè. Trình Sơn chẳng có con cá nào chứ. Nãy giờ không có con cá nào chứ. Người ta nhí mà người ta tài ba không. Ồ, chiến thắng, chiến thắng. Ủa, xuống mình như nó nằm trong cái con. Cái gì kia xuống chắc tươi đó, phải không? Ủa đâu? Dạ, đó, ừ. Đâu rồi? Cá nhỏ. Nữa mà nữa lắm. Hết sảy, thảy lên. Ờ, quá hay rồi. Gần đây xưa rồi nghe. Con cóc kìa. Con cóc nữa. Qua bắt luôn. Bắt cóc luôn. Bắt cóc luôn. Bốn cái bọc gà đi đâu mà cóc nữa. Cóc. Đây là thợ lặn giỏi nhất Cần Thơ. Ở xã Long Thành mình Minh Vĩnh Long lặn qua cái cầu luôn. Con cóc ông nội ơi, con cóc cho nằm ở dưới đây. Cóc kìa. Đâu đưa dân cóc lên, dân cóc gần lên. Trần Sơn đã bắt được con cóc. Cho cóc lội nha. Cóc bự quá trời luôn kìa. Cái ngoài lặn đâu rồi. Thả nó luôn hả? Phóng xanh đó hả? Phóng xanh. Chiên giòn quá ha. Chiên giòn bóp gỏi ra một cua quá. Có đem bột chiên giòn không mà đòi chiên giòn. Chiều nay đi bắt cá.
rất là vui nha cả nhà. Chiều rất là mát mát luôn, khí hậu rất là mát mẻ. Ở nhà có vừa không? Chưa. Bên đây vừa dứa không à, sao không cá? Ê phải không? Phải nó không? Con gì? Bên phải kìa, chun. Đây dép không? Ơ, đây dép, đây dép tổ ông. Còn dép có thả lặng. Nó đi ruột gà. À, đây là phát nè. Nó đi ruột gà, gà ngỗng gì bay hết trơn luôn. Đây là cảnh bắt cá của gia đình nhà họ Trần nha cả nhà. Về đám giỗ trước một ngày, mới là mùng 3 tháng 7 mới đám giỗ mẹ của Trang Trần. Nhưng hôm nay thì đoàn của gia đình nhà Trang Trần qua trước để bắt cá rồi ở chơi một đêm. Chiều thì các thành viên nhà họ Trần nói là cá này kho lạc ngon hơn, người thì nói chiên giòn. Để một hồi coi mình theo ý kiến của người nào nha. Đây là cảnh bắt cá của đại gia đình nhà họ Trần. Mời các bạn xem cảnh quay nhà chém Trần. Hôm nay thì đại gia đình nhà họ Trần bắt được một thùng cá nha cả nhà. Quá nhiều luôn. Quá nhiều. Quá chị to luôn, đủ các loại cá. Cá cá mẹ Vinh hả chị Phượng? Vinh. Cá mẹ Vinh với cá gì? Cá mẹ Vinh, cá rô phi, cá bóng tượng. Nghe lời của Mỹ Phượng. Nói sao nghe vậy? Cá bóng tượng, nghe lời Mỹ Phượng. Chứ chẳng biết nhìn cá. Hai Chém Trần Trần, mọi người, các bạn yêu thích Chém Trần nhớ bấm nút đăng ký kênh Chém Trần Thu Thanh. Đây là chủ nhân của ao cá, là kỹ sân sư Trần Bắc. Chết rồi, tụi Kết thúc cuộc hành trình bắt cá. Các bạn thấy là các thành viên nhà họ Trần rất là giỏi không? Về bơi lội cũng giỏi. Gì cũng có thiếu chứ. Đi về quê là khỏi cần mua đồ luôn, bắt cá lên ăn luôn, gà vịt ngỗng gì có sẵn hết, thích cái gì là bắt lên cái đó đó. Gà có luôn, có gà luôn. Lấy đây là xô cá nha cả nhà. Nói vậy chứ thành quả được có nhiều đây thôi. Công của Ngọc Long và Sơn Trần, hai nhân vật quá hay. Anh chủ đã kết thúc. Đang tắm tiền gặp cá bỏ chạy luôn. Đang tắm tiền gặp cá chạy luôn. Ở đâu rồi? Đang hai con cháu mà bắt không được nữa thôi rồi đó. Chạy giúp đi. Hai con chạy giúp ơi, chạy giúp ơi. Chín bò mà cũng bò được nữa. Cá nó nhảy lên bờ. Ốc rồi, dạ. Quá kẹt rồi. Bay với mưa còn hơn. Con gì bay kìa? Chuồng chuồng. Bay thấp thì mưa hả? Hả? À. Bay cao thì nắng, bay vừa thì giông. Trần Thành mới bắt được nha cả nhà. Nó bay lên bờ rồi bắt. À, quá bự luôn, quá bự luôn đó con ơi. Quá bự con cá, quá bự con cá mè Vinh. Trời ơi, cá đâu mà nhảy lên bờ nó quá lên bờ nè. Mà nè. Đó. Tại vì mấy người kêu quậy quá nó lên bờ cho nên nghĩ bắt được con cá này. Các bạn yêu thích Chém Trần và Phượng Mỹ nhớ bấm nút đăng ký kênh Chém Trần Thu Thanh. Kệ con cá, kệ con cá tay vô túi không hay nữa, tâm tiền mà cá tay vô túi đi. Ben. Ben đi lên. Bắt cá bà vô túi luôn kìa. Rồi. Ở Sơn Trần ơi đây. Bắt được con cá rồi thì có vui không kìa. Trời Vũ không ra. Nó muốn ai chậu luôn à. Nào, nói coi. Cá quá đã. Cá còn sốc nha mọi người. Cá ở đây đầy ấp luôn nha cả nhà. Bắt mà không có chỗ để kịp vô xô nên phải bỏ vô túi á.
cá gớp. Chặt thôi nó nhảy đó. Qua đây, qua đây, qua đây. Ăn mì dinh mà xỉu. Ông thành mà lớn to, cá rô biển đi nha cả nhà. Theo lời của Phượng Mỹ nói. Cá rô biển hả? Rô đâu? Kìa cái rô kìa. Chạy qua bản kiệt, cá rô biển. Cầm chắc. Cầm chắc. Ấy mít làm đám giỗ. Mít chín rồi. Rồi, cái trái mít giống như trái mít này. Trái mít này hôm trước mình giới thiệu nè, cái cây có nhiều trái. Mình chừa lại một trái, bây giờ nó đã chín rồi, một trái nó đẹp như gì nè nghe cả nhà. Để mở ra. Ê, bà hỏi nó chín chân à. Nhớ Phượng Mỹ giới thiệu trái mít có một chút xíu rồi không? Mỗi mình cắt chừa lại một trái. Và bây giờ trái nó to như thế này nè cả nhà, rất là đẹp luôn. Đây là nó chín luôn trên cây nha, nó thơm phức luôn nha cả nhà. Quá thơm nè, còn lá luôn. Mày trời thơm quá ra nè, thơm quá ngào ngạt luôn cả nhà. Đây. Quá trời thơm. Này tầm chắc cỡ 7-8 kg. Có 7-8 kg hả? Nè, đặt chín luôn. Trời ơi, này là chín cây luôn. Wow, xuất sắc luôn. Đây. Mình bao nó lại bằng cái bao nó sẽ đẹp như vậy đây, mới đủ chuẩn đây. Quá nhanh lớn rồi. Chắc cái này mở ra ăn liền là được rồi nghe cả nhà ơi, vừa giòn vừa ngọt vừa thơm luôn. Mình cắt vô để cúng mẹ của Chen Trần. Mày cắt. Mày dỗ. Ủa chú cắt luôn chứ. Được không? Được. Hỏi sao cô cắt cơ? Cắt mít luôn không? Cắt luôn đi chị. Cắt luôn đặng mời cúng dỗ luôn đó. Đem vô ăn. Kèm đâu? Đồ đâu, đâu cắt? Không có đồ. Có cưa. À bẻ nha. Bẻ mít, bẻ mít. Thu hoạch mít nghe. Bây giờ mình không có cái dao mình bẻ đại gì để coi được. Cũng chưa biết. Nên là thử. Thử. Thử nghe cái nào giờ chưa bẻ mít bằng tay hết trơn. Chưa bẻ. Thử coi được không? Tại vì vô nhà thì nó hơi xa. Mà bây giờ mình thấy nó chín ngoài này rồi mình. Ôi được, nó vượng nghe cái chiếc đó. Đó. Trời quá. Hay quá. Bẻ mít bằng tay luôn nha. Quá hay chứ mít. Thơm quá. Quá ngào ngạt luôn. Ủa? Ủa? Ơi, được con cá nó nè. Xíu con đem vô đó không? Gì? Ở gì con? Con cua đâu rồi vậy? Đâu có con cua. Cua mà chả. Cua là con cua con. Cua có con cần đó. Hôm nay là chuyến mồi cua ở mồi cá. Cua chỉ có cua, nó chỉ mặc có cua bắt cá. Mồi cua bắt cá đã kết thúc. Được nhiêu đây nha cả nhà. Rồi luôn tiện thấy trái mít chín nè, hái vô luôn. Quá chừng đây là trái mít này. Wow, quá to luôn. Vừa chín vừa thơm. Xuất sắc luôn. Bye. Chào tạm biệt. Kết thúc công việc mò cua bắt cá gồm các thành viên Sơn Trần Vàng Ngọc Long. Đây là hình ảnh của gia đình nhà họ Trần. Yeah, chiến lợi phẩm cá và mít. Cá mít. Lên rồi tắm tiên nha cả nhà. Người nào cũng trắng như tiên hết trơn. Công việc của mỗi thành viên của nhà Trâm Trần rất là bận rộn luôn. Không có ai ở không hết. Trần về sớm trước một ngày để các thành viên thu hoạch rau và các loại để chuẩn bị đám giỗ mẹ cho ngày mai. Cái nhánh này gọi là chùm gửi. Cây chanh, nó có cái dây leo lên, nó sống trong cái thân cây chanh gọi là chùm gửi. Như lan vậy hay nè. Nè. Có hoa con nữa nè mẹ. Có hoa nữa nè. Nè thấy hoa không? Ừ. Nè hoa nữa. Hoa đâu? Hoa đâu? Đó, hoa đó. À đây là hoa hả? Ừ. Ôi. Cái cây cái nhánh mà hoa gọi là nhánh chùm gửi đó hả? Cái tên chùm gửi. Cái này gửi gọi hả? Là chùm gửi nhưng mà cái nhánh chùm gửi này nó lại có hoa. Không, cái cây nào leo lên cũng gọi là cây chùm gửi hết trơn hả? Dạ. Cái cây mà leo lên mà leo lên leo lên nó bám vô cái thân khác gọi là cây chùm gửi. Nè nó bám gì nè. Nó không có loại cây khác. Nó bán nè. Đây là Diễm Trần nha cả nhà. Dòng họ Trần luôn. Diễm Ú. Diễm Lùn nữa. Diễm Lùn. Diễm Lùn. Đây là cặp đôi số 10. Ai số 1, ai số 0? Đây là số 1, đây là số 0. Cặp đôi số 10. Giờ em đặt cái chơi đây. Chặt cái chuyện trái đang khét quá. Đạt có không hút không Đạt? Mở cố Trang đi. Trang có hả? Ừ, có
có một cái gì trong cái cà nữa. Ở đâu? Đây là chiến lợi phẩm nha cả nhà, mít dừa luôn, cả rau luôn. Mít dừa cá. Mít nè, cái này là cá, dừa, mít, rau càng cua, rau tập tàn luôn. Về nhà nấu một nồi rau tập tàn cho buổi chiều đám giỗ. Đây. Gọi là rau tập tàn phải không Phượng? Đó chị, tập tàn. Đi mò cua bắt cá mệt quá, lên coi dừa uống liền. Trời ơi, cá nó ngon nè. Dừa dưới nha cả nhà, ngon ngọt đã khác. Cái gì mệt là đã khác à. Quá đã. Nó lửng nó làm gì? Cưng chó lắm. Ừ, không, cái nó làm kỳ chị nó biết lửng nó. Nó biết. Mặt nó thấy cưng nó chứ rồi. Biết lửng nó đó nè. Mặt nó cưng á. Còn qua đó là này chị. Mày đó được nha. Thôi xui nó mạnh thiệt chứ. À, chị. Ê, Lê Xuân, có bài cây dừa gì không? Em xứ sở vườn dừa lắm khe, dừa to, dừa nhỏ, dừa dừa. Trèo lên đồ xuống nước cốc dừa dính đầy tay. Mà cho em hỏi khe gì vậy? Khe nhiều quá không biết là vậy. À, khó thể nào dễ đến chạy kẻ. Quá trời thu hoạch nguyên một cây dừa. Đây là kỹ sư Trần Tâm nha, người chồng đu đủ rồi, thu hoạch đu đủ luôn cho em Út ăn. Sống luôn được không? Hỏi xuống chữ. Kỹ sư ơi, quay qua đây coi. Quá rồi, hát bài cây đu đủ coi. Cây đu đủ em trồng từ khi em vẫn chưa trồng. Cây đu đủ ra bông thì em ta lấy chồng xa. Giờ nhớ cuộc tình lẻ loi niềm ghen dâu kính trong tim. Thương em nói không đành, tôi cố cười em bước đi. Mệt quá mệt rồi. Mệt quá. Quá. Cây đu đủ. Wow, đây là Mỹ Phượng, còn đây là Alex Sơn. Alo. Chụp luôn. Chụp móc. Ồ, quá hay. Rồi, vô luôn. Vô. Tay không? Chụp luôn, bẻ luôn tao ơi, chín rồi. 1 2 3. Chụp luôn. Vô. Bội thu, bội thu, bội thu. Bội thu quá rồi. Bội thu. Cái này về tép chấu làm gỏi. Rồi, đi. Cái này đi bắt ước luôn á chứ. Rồi, cô Khanh Trinh, với sự tham gia của các thành viên nhà họ Trần quá xuất sắc. Không này đây. Đây là cuộc hành trình bắt cá. Mưa 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 mưa. Hai Phượng My và Kem Trần hôm nay. Kem My và Phượng Mỹ dẫn bé đi tham quan trung tâm văn hóa xã Đông Thành. Văn hóa thể thao đó nha. Ừ, văn hóa thể thao xã Đông Thành. Con thích chơi gì con? Thích cậu gì dẫn vô đây tham quan hay con? Bữa nay có chương trình đó con, biểu diễn trong đây nè, xiếc nè, ca nhạc nè, múa khỉ nè, con thích coi chương trình gì? Nói gì? Con mẹ múa nè. Con coi gì? Rồi, bye bye. Trở về lăng mộ bay Trần Thu hoạch nhãn dỗ mẹ. Wow. Hoạch nhãn. Hoạch nhãn mười ơi. Quay quá sơn vòng mấy cái trình nhãn quá đẹp luôn. Đại gia đình nhà họ Trần đang thu hoạch nhãn để mời dỗ mẹ. Chem Trần mời các bạn xem tiếp tập 2 thu hoạch nhãn ngày dỗ mẹ vào video tiếp theo. Lăng mộ Mai Trần. Mẹ dắt con qua từng nẻo đường mới.
ân đức mẹ cha ngàn năm nhớ, hiếu trung con cháu vạn kiếp thờ. Nơi các địa tổ tiên an nghỉ, chốn mộ phần con cháu viếng thăm. Đây là cụ Nguyễn Thất Tổ, nhà họ Trần. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chào mọi người, ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại kênh Chem Trần Thu Thanh. Chem Trần cảm ơn các bạn subscribe, gọi chuông thông báo, đăng ký kênh Chem Trần Thu Thanh.